Yên 4 triệu. Yên 4 triệu anh em nhá. Yên là ông cháu đang ngồi trên một con Xích 5 nhá. Đây, bằng một con Xích 5. Bóc giá con từ Tsunami gần 20 củ của ông cháu. Hello cháu. Bắt đầu bóc giá đi. Khung 3 triệu rưỡi ạ. Khung 3 triệu rưỡi. Ok. Yên 4 triệu. Yên 4 triệu. Yên 4 triệu anh em nhá. Yên là ông cháu đang ngồi trên một con Xích 5 nhá. Đây, bằng một con Xích 5. Ok, tiếp tục nào. Cọc Yên 700 ạ. Cọc Yên 700 rồi. Bánh trước sau. Bánh trước sau 2 triệu ạ. 2 triệu cả bánh trước sau. Ok. Đùi đĩa 3 triệu. Đùi đĩa 3 triệu. Ok. Tiếp, đồng hồ đâu cô? Đồng hồ 1 triệu. Đồng hồ 1 triệu. Ghi đông cô tăng 500 ạ. 500, ok. Giày can. Giày can, cả giày cả bê đan là 1 triệu tư. 1 triệu tư. Ok. Hết chưa nhỉ? Xích Izumi nữa là 150. Tiếp, ok, hết chưa? Hết rồi ạ. Tổng tính nhanh nào. Khoảng 17 củ anh em nhá. 17 củ. Ok, tuyệt vời. Ngồi trên một con xe Xích 5 có đâu đi đâu? Không ạ, rất không, em. Ok, cảm ơn ông cháu nhá. Vâng ạ.